Sau những phản ánh về việc có hơn 71.000 xe Toyota sản xuất lắp ráp tại Việt Nam sử dụng túi khí của Takata cho hành khách phía trước, nhưng số lượng xe được thông báo triệu hồi để kiểm tra thay thế mới chỉ dừng ở con số hơn 18.000 xe của dòng Vios, thì ngày hôm nay, 27 tháng 12, Toyota Việt Nam thông báo triệu hồi thêm 8.036 chiếc Toyota Corolla Altis được sản xuất tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 7 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm 2009. Những chiếc xe này sẽ được kiểm tra thay thế miễn phí cụm bơm khí của túi khí phía trước bên phía hành khách. Với việc triệu hồi thêm hơn 8.000 xe Toyota Corolla Altis, số lượng xe Toyota gồm các dòng Vios và Corolla Altis sản xuất lắp ráp ở Việt Nam sử dụng túi khí Takata cho ghế hành khách phía trước chính thức phải triệu hồi là hơn 26.000 xe. Số lượng xe sử dụng túi khí Takata của Toyota Việt Nam hiện vẫn còn hơn 40.000 xe, nhưng hãng này cho biết là không phải xe nào cũng gặp lỗi và phải triệu hồi. Toyota Việt Nam phải chờ thông báo của Toyota Nhật Bản liên quan đến loạt xe sử dụng túi khí Takata này.